Em xin chào các bác nhé. Hiện nay là phiên sáng của ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lên chia sẻ cho các bác rất là nhiều mặt hàng giảm giá sâu nhá. Đặc biệt đó là châu Thái nhá. Châu Thái hôm nay giá rẻ ơi là rẻ luôn này. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Cái số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229 này. Phiên ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác là hồ điệp Vanda này, châu này và rất là nhiều hàng thanh lý nhá. Các bác chú ý xem hết video để mình lựa chọn cho mình những mặt hoa ưng ý này. Đây đầu tiên em sẽ có một cái combo. Combo này là combo kiếm nhá, gồm có 10 chậu, kiếm này kiếm Thái của nhà em. Em sẽ thanh lý cho các bác 10 chậu như này là nó là 10 mặt hoa nhá. Hàng gieo hạt cho nên là mặt hoa cực kỳ chuẩn luôn. Bao giờ người ta lai tạo người ta cũng sẽ lấy mặt hoa bố đẹp, mẹ đẹp để ra con tuyệt vời luôn. Chứ không bao giờ người ta lấy mặt hoa xấu để người ta lai tạo ra đâu các bác nhá. 10 chậu kiếm như này là số 1, số 3, coco sơ mi xanh Thái này, Jitamuli này, vân vân. Em sẽ chia sẻ với các bác 10 chậu này giá 200.000 nhá. Đấy, một chậu nó. Chậu nó nhiều thân chứ không phải ít thân đâu các bác nhá, chứ không phải là gì đâu, mùa này mùa đang mùa đẻ con nhá. Đấy, con đang đẻ này. Tiếp sau đây, em sẽ có một cái số mã hàng à. Em thanh lý. Các bác nhìn nhà em này, ngổn ngang hàng về này. Hàng về thì chưa có dỡ hết rồi. Đấy. Em đầu tiên em sẽ có một cái mã Denzo chớp này, nhiều màu này. Em đánh mã số 53, cái này là còn có đôi 468 chậu. Em để cho các bác giá 290.000 nhá. 290.000. Mùa này mầm nó đang lên này. Các bác nhìn thích yêu chưa? Đấy, 290.000 mã Denzo này. Tiếp đến em có một cái hai chậu nhạn này. Nhạn 4N, nhạn VIP nhá. Em đánh mã số 72 này. Cực kỳ này. Nói chung nó chỉ hơi xước xước một tí thôi. Các bác mua cái này cực kỳ đẹp. Em thích thì em thanh lý đi nhá. Chứ không em để em bán hàng đẹp cũng được. Hai chậu em đánh mã số 72 này. Em để cho các bác giá 370.000 nhá. 370.000 mã số 72 này. Tiếp đến em có một số cái mã châu Thái. Hàng đập chậu ra nhá. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Đấy. Rất nhiều mặt hoa. Trên một mã hàng em sẽ lấy nhiều mặt hoa cho các bác, không thể trùng màu được nhá. Về là các bác trồng cho nó lung linh luôn. Đấy. Hàng này hàng châu Thái cho nên là hoa nó ra một năm chỉ một lần thôi các bác nhá. Hoa ra chuẩn đúng dịp Tết. Và những cái hàng này em đã cắt rễ đi rồi, em xử lý đi rồi. Về các bác chỉ việc cấy trồng thôi. Và các bác nào mà thích đốt cháy giai đoạn, thích nhanh ấy, thì các bác ngâm cho em cái B1 và hoặc là cái N3M nửa tiếng. Sau đấy các bác treo ngược lên hoặc các bác cấy luôn đều được nhá. Mã đầu tiên em đánh mã A1 này, gồm có 8 cây, 250.000. Mã này các bác cây mít nhá. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, 2 cây mít quá. 78 này. Các bác ơi, cái hàng này nó có thể là nó thi thoảng nó xước xước một chút chút thôi nhá. Một chút chút. Lỗi một chút chút thôi, chứ không có lỗi nhiều. Lỗi nhiều em đã loại ra rồi. Lỗi nhiều em loại ra để em bán hàng ve chai rồi. Cái này nó có cái cây đẹp, có cái thì hơi một chút chút thôi. Mã số A2 8 cây 250.000 này. 1 cây này. Ủa cái này mít quá. 2 này. 3 này. 4 này. Toàn hàng mít thôi. 5 này, 6 này, 8 này, hai cây hai chậu này, hai cây này cũng mít nhá. Cái lá này lá chân không việc gì đâu các bác nhá. Đấy. Tiếp đến là mã A3. A3 gồm có 11 cây, 250.000. Nói chung là các bác ơi, em thì thích cái này chứ còn không thì cũng chả cần xem cây đâu. Em chọn rồi, hàng ve chai em bỏ ra. Đấy, rễ mầm non, rễ non nó đang ra này. Hàng ve chai em đã bỏ ra rồi. Em cho các bác xem qua vài cái mã đầu đây này. Nói chung là nó không có rách nát, nó không có dập thối đâu. Nó chỉ chẳng qua, nó chỉ thi thoảng nó tí 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 thôi. Đấy.
quá rẻ so với cuộc một cuộc tình luôn này. 11 cây có 250. Và các bác ơi, em quên mất, những cái mã châu Thái này em sẽ bao ship nhá. 250.000 em bao ship này. Mã số A4 5 cây. 5 cây này, 5 cây mít to của em cũng 250.000 em bao ship nhá. Một này. Cái này xếp này các bác nhìn này. Đấy. Cắt dễ, tỉa cắt tỉa, không có nhà nào làm sạch sẽ như nhà em đâu. Dễ cắt tỉa sạch sẽ đây này. Đấy. 2 này. 3 này. 4 này. Em chia nó đều rồi cho nên là cũng gọi là nó tầm tiền nó cũng xem nhau, chứ còn không có cái đắt và cái rẻ đâu các bác nhá. Đấy. A5 các bác cứ xem mà nó hợp túi tiền mình thì các bác mua thôi. 8 cây 250.000 em bao ship này. Cây thứ nhất này. Em khỏi nói màu luôn nha các bác nhá. Em chọn nó rất là nhiều màu. 2 này. 3 này. 4 này. 5 6 7. Cây này xếp đẹp quá. 8. Đấy. Tiếp đến là mã A6, 7 cây 250.000 này. Ồ, con này con mít này. Con này có một cái vết lá nó bị ong châm nhá, thi thoảng mã nào nó cũng có một tí đấy. 2 này. Con này mít quá cơ chứ. Em cho các bác xem lại này. Đấy, con này con màu đỏ nhá. 2 này. 3 này. 4 này, toàn mít thôi. 5 này, xếp này. 6 này. 7 cây 250.000 bao ship các bác, một đống nù nù như này này. Đấy các bác thấy rẻ chưa? Tiếp đến là A7 9 cây 250.000. 1 này, 2 này, 3 này. 4 5 này. 6 7 này. 8 này. 9 cây 250.000 nhá. Đây, em tiếp tục em lên một số hàng thanh lý nữa đây. Hồ điệp băng băng ngàn hoa nhá. Lá to đại tướng này. Hôm nay em sẽ thanh lý nhá. Vì sao mà em thanh lý này? Vì thi thoảng là trong quá trình vận chuyển, lá nó có thể là bị xước xác một chút. Một chút đây, thí dụ cắt đầu lá hoặc bỏ lá chân. Ví dụ như cây này. Cây này bỏ lá chân này. Đấy thì em sẽ rứt cái lá đi. Nhưng mà bản lá siêu to, mặt chuẩn mặt hoa nha các bác nhá. Đấy. Hôm nay em thanh lý cho các bác. Giá cực yêu luôn. Nó gồm có màu trắng V3 này, vàng hoàng hậu này, hồng Hàn Quốc này, đỏ ớt này, vàng nhật chiếu này. Đấy, và băng băng ngàn hoa nhá. Đấy. Băng băng ngàn hoa. Đấy, em cho các bác xem một lần mặt hoa. Hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác giá cực yêu nhá. Các bác nhìn này, bản lá cực to luôn nhá. Hai bàn tay em nó mới hết được cái lá này nhá. Có những cây lá nó sẽ to hơn và lá có những cây lá nó sẽ bé hơn. Nó tùy thuộc vào mặt hoa nha các bác nhá. Này các bác nhìn này. Lá đa còn thua xa nhá. To bằng hai bàn tay em đấy. Cốc chuẩn cốc 3.5 nha các bác nhá. Đây em cho các bác xem này. Cái cốc em cầm trên tay đấy nhá. Tay em cầm này. Đấy bộ rễ cực kỳ, vẫn còn cực kỳ yêu. Hàng này là hàng Đà Lạt. Hàng Đà Lạt nhá, chứ không phải là hàng Trung Quốc nha các bác nhá. Em sẽ bán xả cho các bác một combo 8 chậu, trong đó có 2 băng băng và lẫn lộn những cái màu kia. Giá 260.000 8 chậu và giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Các bác mua 2 combo, em sẽ bao ship. Đây 8 chậu như thế này đây các bác nhìn đây. Lá nó có thể nó hơi lỗi một chút nhá. Một là bỏ lá chân này, hai là nó sẽ hơi bị nứt bị rách một chút. Đấy các bác xem kỹ cho em nhá. Cực rẻ luôn. To chưa này, các bác nhìn này. Đấy, cực to luôn. Đấy, băng băng thì lá nó sẽ bé hơn một chút nhá. Nó tròn. Và đây là 1 kg cắt lìa hàng một lá nhá. Hàng một lá bông sai đại luôn nhá. Đây, em cho các bác xem này. Thân tơ tít cực kỳ luôn nhá. Hàng một lá này. Hàng này thì em vừa về. Nó có cây, nó có mèo, có cây thì đang lên mèo nhá. Mà em bán thôi, em bán về cho nó dễ này. Đỡ phải thắc mắc là em bán cây chưa có mèo nhá. Đấy, em cho các bác xem một số mặt hoa này. Trắng lưỡi tím nhá. Tím này. Đấy, rất là nhiều mặt hoa. Trắng lưỡi hồng này.
cam loang này, tím nhân này, cánh bướm này. Đấy, mặt quỷ nhá. Chuẩn hàng chuẩn mật hoa và bông sai đại luôn chứ cơ, nhớ các bác nhá. Đấy. Và đặc biệt hôm nay nó có một cái màu hoa này. Đây em cho các bác xem, hôm nay nó về là cái màu hoa này. Màu hoa này gọi là màu hoa lông heo nhá. Đấy. Các bác mua thì em sẽ đánh dấu màu hoa vào chậu cho các bác. Đây, thân tơ tít này. Hàng siêu đẹp luôn nhá. Một thân là một chậu như vậy nó có trung bình nó có đôi 4 6 8 được khoảng 8 9 thân trở lên nhá. Trung bình 8 9 thân trở lên. Mầm non đang lên này. Mầm non đang lên này. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác giá là 90k một chậu. Và em ship từ 3 chậu trở lên. Đấy. Các bác nhìn này, em ship từ 3 chậu trở lên là một combo 270.000. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác mua 2 combo, em sẽ bao ship cho các bác nhá. Này, bao la cho các bác lựa chọn nhá. Hàng vừa về xong. Đấy, ở ngoài kia này. Treo ngút ngàn luôn nhá. Siêu rẻ luôn. Nhá. Hôm nay em sẽ xả cho các bác. Vanda của nhà em là vanda mẹ con, vanda mẹ con nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đốm báo hồng, đỏ, tím, xanh blue, tím blue nhá. Cái lô này nó nhiều cái màu blue nhất. Đây, một chậu nó sẽ đẻ 2 đẻ 3 con này các bác nhìn này. Nó còn đang đẻ nữa nhá. Lá xếp nhá. Lá siêu xếp luôn. Ví dụ như cái chậu như thế này. Đây này các bác nhìn thấy nó đẻ chưa? Đấy, bộ rễ cực kỳ yêu. Cái hoa vanda này hoa nó sẽ ra quanh năm. Qua hoa ra quanh năm mà hoa nó chơi cực bền luôn. Cực dễ trồng luôn. Đấy, hàng lá xếp cứng như thế này nhá. Các bác nhìn thấy nó đẻ trong ngách này này đấy. Em sẽ bán cho các bác combo 300.000 ba chậu nhá. 300.000 ba chậu đi. Em ship từ một combo trở lên chứ các bác ơi, một chậu mới hai chậu em ngại làm lắm. Nó cũng kia tại vì hàng nó đã giảm giá rồi ấy. Em đóng như vậy nó không, nó lỗ, đã lỗ rồi, nó lỗ cả tiền công thơ người đóng này, cả tiền thùng của em, thùng nhà em là đặt hàng thùng VIP nhá. Đấy đẻ con này, cuống hoa cũ đây nhá các bác nhá. Đấy em còn ít chứ không còn nhiều đâu.